Em chào cả nhà nha. Trưa hôm nay thì bên em tiếp tục lên cho mình những sản phẩm đồng đẹp luôn. Đầu tiên em đang mặc đây sẽ là mã số 1199 nè. Các chị coi cái hoa văn nha. Nền màu xanh đen có phối hoa tông màu vàng nhìn rất là xinh ha. Ở phía thân trước các chị mình thấy là có đính thêm là vài viên nút ở phía trước cách điệu nè. Tay phồng phong dáng xòe cho mình luôn. Nhưng mà hôm nay sale rẻ lắm các chị ơi. Váy như vậy mà em bán có 179.000 đồng thôi. Rồi em đang mặc là 1199 các chị nha, full size 3 size, quay quay còn 3 size. Em hết một size mất tiêu rồi. Ngày hôm nay chỉ còn 3 size cho các chị là L, XL và 2X thôi. Thì cỡ tầm là 50 cho tới là 65 kg vừa nha. Cỡ tầm là 50 cho tới là 65 kg mặc vừa nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha, 1199 1199 kèm số điện thoại cho em nè. Ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm luôn. Em chừa hàng chừa sao giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Bộ 50 cho tới 65 kg mặc vừa luôn nè. Ai chưa có cứ lên đơn đây. Em đang mặc là vải lụa nha chị à. Diễm Ngọc ơi, chất vải lụa cho mình luôn. Hôm nay là có full size nè. Đâu rồi ta? Để em xíu nha. Rồi hôm nay là có full size cho các chị luôn ha. À cỡ tầm 50-65 đi. Em hết size M rồi. Em đang mặc cái này cũng hơi rộng nên là em bóp cái kẹp ở phía sau nè. Khi mà mình thấy em mà mặc cái đầm nào mà có cái kẹp phía sau, mình đừng có để ý cái chị nha. Mình chỉ cần theo dõi giúp em là cái form giãn đầm thôi. Rồi 65 kg đổ về cho em nha. 1199 kèm số điện thoại cho em luôn. 50 cho tới là 65 kg vừa. Rồi chị Ngọc Thùy chúc đôi cho mình là 1199 luôn. Em còn cho mình là màu khác hả, để em coi coi. Em thật ra là về hai màu là, nhưng mà không biết cái kia còn không. 1200 à còn đấy nè. Em còn một màu nữa là màu đen nha cả nhà. Màu đen. Để em xíu nha. Màu đen đâu rồi ta? Em có màu đen nha cả nhà, nhưng mà hiện tại chưa có thấy nó ở đây. Xíu nữa nha, xíu để em thấy nha các chị coi ha. Đây là 1199 là em còn màu đen. Màu đen thì cái hoa của nó là dạng màu hồng hồng á. Còn cái này em đang mặc là nền màu xanh và cái hoa của nó là màu cam nha. 1199 kèm xíu lại giúp em nè. Cái này chị cũng mặc dễ thương như em nè. Em cảm ơn chị Lê Hoàng ủng hộ shop ạ. Đó thấy không, khách em mua rồi quay lại khen rồi thì mình không có lý do gì mà để la hết trơn. Nếu như các chị la là em giao tới không giống như em giới thiệu thì thứ nhất em sẽ cho khách kiểm tra hàng luôn ha. Thì em sẽ cho khách kiểm tra hàng, nếu các chị sợ là giá này rồi có cao giá không thì mình cứ thử đi so sánh đi, mình cứ thử xem thêm vài cái livestream của shop khác và qua lại của em thử coi là một cái váy lụa như vậy ở nơi khác bán bao nhiêu tiền. Người ta sẽ bán tầm là 500-700, bên em thì có 100 mấy 200 mấy thôi, nhưng mà mấy cái lẻ xa là còn sale rẻ hơn. Em này sale chỉ có 199.000 ăn 179.000 đồng luôn. 179k nha cả nhà. Không đẹp không lấy tiền, chị nào sợ em cho mình kiểm tra luôn. Hoặc là mình có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em coi thử nha. Nhưng mà lưu ý giúp em là mua tại shop thì cái giá nó cao hơn. Ở trên live em sale cho mình là từ 400.000 đồng tại cửa hàng, trên live sale còn 179.000 đồng thôi. Mã số là 1199 giúp em nè. L, XL và thấy em còn có 3 size thôi nha. Cái váy này không có đủ size nha các chị ơi. Hết một size M mất tiêu rồi. Em còn 3 size là 50 đến 65 kg vừa nha. 50 cho tới 65 kg vừa, còn màu đen nữa. Chút cho mà cho các chị coi, cái đen thì nó còn rất là ít. Màu đen thì còn chỉ có mỗi size tầm 2-3 cái thôi. Còn cái của em đây thì còn 3 size, nhưng mà bù lại thì một size, còn cả tầm là 30 cái cho mình lận ha. Giờ đặt là có hàng liền nha chị ơi. Hàng này em có sẵn hết rồi. Tất cả mẫu đầm em mặc trong cái livestream này hoặc là mấy cái mẫu phía sau lưng là đều là hàng có sẵn hết các chị nha. Đặt là em giao liền cho mình luôn. Cái hoa đỏ phía sau hả chị? Cái hoa đỏ phía sau. Đây hả chị, nền hồng hoa đỏ đúng không? Không biết phải cái này không? Để mặc cho chị coi nha. Nếu mà đúng thì mình đặt giúp em luôn. Đây, em đang mặc trên người là 1199 nha cả nhà. 65 kg đổ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cái lên đôi đặt sớm đi ạ. Em qua cái hồng hoa đỏ nè, mặc thử cho chị coi ha. Hình sơ có mỗi cái này là hoa đỏ thôi hả. Đây, nền hồng hoa đỏ, chất liệu là vải lụa. Em hay cái kiểu này là sơ mi cấp điệu cho mình nè. Sơ mi kiểu rất là xinh. Ngày hôm nay sale chỉ có 249.000 đồng thôi. Nền màu hồng các chị nha, có cổ sơ mi luôn. Hôm nay sale 249.000 đồng. 65 kg đổ về cho em là vừa đây ạ. Đây, 1246 các chị nha, 1246. Em mới vừa về thêm cái váy này luôn. Hàng mới nha. Hàng mới full size cho các chị luôn nè. M, L, XL và 2X luôn. Rồi. Đây, ok, mấy chị cứ yên tâm, từ từ bình tĩnh nha. Tại vì một đầm em sẽ mặc giới thiệu là 3 đến 5 phút, chứ không phải là em mặc đây xong rồi
Nếu mà chị này có rồi là em phải qua mẫu liền không có. Tại vì mình có rồi, hoặc là mình không thích cái mẫu đó, nhưng mà khách em là còn những chị khác vẫn đang xem livestream cảm thấy sao. Nên là các chị từ từ bình tĩnh, một mẫu chỉ có 3 phút, 4 phút thôi em qua cái khác liền. Đừng có hối em rối lắm. Rồi đây là 1, 2, 1, 2, 4, 6 các chị nha. Mã số sản phẩm kèm sinh thể giúp em nè. Sao còn 249k mà full size cho các chị luôn. Với hóa đơn ngày hôm nay là 590 hoặc là 600 trở lên nha. 590, 600 trở lên em sẽ miễn phí vận chuyển về tận nhà của mình luôn. Màu hồng nha, hồng là 1246 ạ. Uy tín qua đổi hàng luôn. Có chị Vũ Nghiêm nha, bên em là uy tín cho mình qua thoát kiểm tra đàng hoàng. Ngày nào cũng có livestream hết trơn nên là mình không cần phải lo nha. Nền đen, nền hồng hoa đỏ 249.000 đồng luôn. Sóc giá mềm, nhiều hoa đẹp dễ thương. Em cảm ơn chị Hoa Hồng nè. Rồi, chị Ngọc Phước đã chia sẻ like, cảm ơn chị luôn. Ai mới vào nhớ chia sẻ livestream nha cả nhà. Tại vì chị có chia sẻ livestream này mới được chốt giá sale thôi. Gì vậy? Gì vậy mặt này luôn hả? Nhưng mà bây giờ mà hàng chưa chưa thì đó chắc đẹp hả? Rồi em đang mặc đây là 1246 cái chị nha, 1246. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè. Chị Thảo Dư chốt đơn 1246 luôn. Chị Nana ơi, váy này thì thật ra có hai màu lận, nhưng mà cái hồng là 250 chứ còn cái màu đen á là 299 nha. Đây, tình hình là hôm nay màu hồng em chưa có tăng giá, tại vì hai mẫu đầm này là đang bằng 299k hết. Có hồng hôm nay em vẫn sale 250 cho mình thôi. Đó là canh trường hợp là thấy em sale rẻ nè, có size của mình thì mua đặt luôn nha. Chứ có mấy mẫu em tăng giá lên rồi, tăng lên bằng 299k hoặc là tầm 350 đổ về nha. Đó, giá sẽ tăng lên từ từ, chuẩn bị hết trơn khách hàng rồi. Thành ra hôm nay các chị nên mua luôn. Thấy cái nào ưng ý á, để bụng cái nào rồi thì mua luôn chứ đừng có chờ. Có mấy mẫu em tăng lên rồi nha. Cái đầm mà có mấy đầm hôm nay tăng lên 250, 260 rồi đó. Rồi đây là 1246 nha. Màu hồng là 1246 nha cả nhà. 65kg đổ về giúp em là vừa nè. 249.000 đồng cho các chị mình luôn. 249.000 đồng nha. 40 cho tới 65kg vừa. Chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Mặc thử cho chị xem à, chị xem gần cái hoa tím. Gần cái hoa tím hả chị? Đây là cái nền tím phải không chị? Chị hỏi cái tím này đúng không? À, hay là cái hoa tím này sao? Tại vì em có cái này là nền xanh hoa tím, còn cái này là nền tím hoa trắng. Chị ơi, chị muốn xem cái nào? Bên này hay bên này? Em nghĩ chị tím cái này có ha. Chị muốn xem là cái đầm mà nền màu xanh hoa cam này hay là nền xanh hoa chí này chị ơi. Em mặc thử cho chị coi, tại vì có hai cái hai bên, không biết chị thích cái nào. Rồi comment cho em biết cái màu mình thích nha. Xanh hoa cam hoặc là cái xanh hoa chí này chị nha. Tại vì có cái mấy mẫu rồi, không biết thích cái nào. Rồi em đang mặc đây là full size cho các chị luôn nha. Ngày hôm nay sale chỉ có là 249.000 đồng thôi. 249k 65 cho đến là 65kg đổ về là vừa giúp em nha. Chị Ngọc Diễm chúc đơn 1246 nè. Màu hồng, nền hồng hoa đỏ của Sumi là 46. Sắp đến 20 tháng 10 rồi sắp ơi. Đó, chuẩn bị mà kết thúc cái đợt sale trên khách hàng của đợt mấy tuần trước rồi đó. Hôm nay là gần hết cái đợt sale này, cái lại tới 20 tháng 10. Kiểu này là chắc lỗ vốn chết luôn đó các chị. Một năm bao nhiêu là dịp sale cho khách hàng. Mà vậy mà các chị còn không chia sẻ livestream cho em được đây. Làm sao mà chốt đơn được ạ? Ai đặt hàng không chia sẻ like là không chốt nha. 1246 ạ. 1246 kèm xíu lại giúp em nha. Hoa chấm chị lấy cái đấy. Hoa chấm hả chị? Hoa chấm là nào ta? Cái này hả chị? Đây em ra em đọc cho chị cái mã số nha. Em chưa có mặt tới nhưng mà chị cho em xin cái mã số đi để bên em chốt đơn cho mình. Nếu mà cái này thì mã của nó là 1273. Đây là 1273 chị ơi, cổ chéo. Cổ chéo nhưng mà không sao, nếu không thích cổ chéo thì về nhà đơm nó lại. Nó thành cổ tim nha các chị nha. Không thích cổ chéo thì đơm nó lại luôn ha. Đây là 1273. 1273 chị nha, cái hoa nhí này là 1273. Rồi. Còn cái hoa này nè, cái xanh hoa cam này là 1284. Đó, không biết chị thích cái nào thì comment giúp em cái mã số. Đây là 1284 nha. 1284 là xanh lợt hoa màu cam. Đó, chị thích cái nào cho em xin cái mã đi em mặc cho chị coi luôn. 40 cho tới 65kg vừa luôn nè. Cho xem bộ hoa nhĩ gồm hoa tím trắng. Hoa nhĩ gồm hoa tím trắng. Đây, đây có chị khách hỏi lên cái này thì em mặc cho mình coi thử cái này luôn ha. Không biết phải đúng ý của chị không nên mặc thử cho mình coi. 65kg đổ về cho em là vừa nè. Màu hồng xong chưa hả? Em coi mẫu nha. Đầm màu hồng hoa đỏ này là 1246. Em đang sale chỉ có là 249.000 đồng thôi. Mà hàng mới full size cho mình luôn đó.
Đây, em qua cái màu xanh hai chấm cho chị coi, cái hoa này là hoa nhí á. Nền xanh hoa nhí cho các chị nha. Đây là 1273 nè. Cái này là cổ chéo, cũng là hàng mới về của nhà em luôn. Đây, cái đầm này ha, nền xanh hoa cho các chị nè. Nền xanh hoa nhí nha. 1280. Em nhé, tí mặc thử 1280. Ủa, em đâu có cái nào 1280 chưa có cầm ta. Cái này là 84 chị nha, 1284 phải cái này không? Đúng không? 1284 đúng không? Em mới giới thiệu cho mình là đây là cái 1273 và cái kế bên là 84, không phải 80 nha. Rồi, đây là 1273 cho mình trước. Em mặc cái này trước nha các chị nha, 1273 trước đi. Rồi xíu mặc tới cái đó luôn, ha, đợi em xíu, mặc hết. Lần lượt từ mỗi phía sau lưng, thích cái nào mặc cho mình coi cái đó. Rồi, đây là 1273 các chị ơi, đầm mà lụa luôn, cũng là vải lụa cho mình luôn ạ. Hôm nay thì sale rẻ lắm, các chị yên tâm, quan trọng là nó còn nhiều hay không đã. 1273. Rồi tính ra thì cũng còn full size đó các chị, nhưng mà mỗi size thì tầm mười mấy thôi nha. 1273 nè. Em sale cho mình là 229.000 đồng luôn. Dễ thương các chị, 229.000 đồng ha. Quá xinh luôn, đèn xanh hoa nhĩ cho mình đây. Vải này là vải lụa mango, chị ơi rất là mềm. Vải này là em về mấy đợt rồi, khách em ai cũng thích hết trơn á. Mềm, nhẹ, mặc mát, không hề nhăn luôn. 65kg đổ về cho em ạ. Đây, 1273 giúp em nè. 1273, 229.000 đồng luôn. Em còn một màu nữa, cùng kiểu là màu vàng. Vàng nhạt này là 1274 các chị nha. Đây vàng nhạt, vàng nhạt là 1274 nha. Rồi đem có hai màu nha các chị, vàng nhạt là 1274 nè, vàng nhạt hoa màu xám xám nè. Em đang mặc là xanh hoa nhí thì là 1273. Đồng giá cho mình cả hai cái váy này luôn. 229.000 đồng nha cả nhà. 229k, chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng luôn. Em chưa hàng chưa sao giảm giá nè. 8686 là 1286 hả chị? 1286. À, cái 86 là cái này nè. Đây chị cho hỏi cái này là 1286 thì vải của nó là vải lụa luôn chị. Cũng là vải lụa chị nha, hai cái này cũng là vải lụa luôn nè. Tại vì cái lô này em về rất là nhiều lụa, thành ra là mặc hồn mấy chị hỏi ngay tàn mấy cái váy lụa không á. Chính là về lụa là tới hai mấy cái đầm lụa lần. Màu vàng chị, màu vàng nhạt nha, vàng nhạt là 1274. Rồi em mặc là màu xanh là 1273 nha cả nhà. Xong chưa, em qua mẫu khác nè. 65kg đổ về cho em là vừa luôn ha, full size cho mình luôn. MLXL và 2X em sale có 229 thôi. 229 là hàng mới về luôn chị. Còn full size mình cứ đặt hàng đi, hoặc là bây giờ qua trực tiếp cửa hàng em cũng có rồi nha. Đến trực tiếp cửa hàng mua cũng được, bên quận 7 đó các chị. Còn không thì cứ ở nhà xem live stream, em gửi hàng về tận nhà cho mình luôn. 1273 nha. 1273 lụa mango nha chị. Mặc trơn như vậy cũng đẹp. Còn ở nhà mình có thắt lưng rồi thì mình có thể phối kèm vô. Tại vì hôm nay không có tặng kèm thắt lưng, không có đeo cho mình coi. Đơn hàng ngày hôm nay 590 trở lên em sẽ miễn phí vận chuyển về tận nhà của mình luôn. Rồi bây giờ qua mẫu khác nha. Em qua mẫu màu xanh đi nha. Đây, hai cái đầm xanh kế bên cái màu tím các chị đều thích đúng không? Và để em mặc cái xanh này cho mình coi. Em mặc là 1273 nha cả nhà. 65kg đổ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn ạ. 1273 kèm xếp hạ giúp em. Đây, qua cái đầm xanh hoa màu cam, cái này cũng là lụa nhưng mà cái kiểu nó khác một xíu nha. Đây, xanh hoa cam, đây là 1284. Cái đầm này, mẫu đầm này là đặc biệt, hai bên tay là nhúng thun cho mình rất là xinh. Đây các chị, cái mẫu này là 1284 nha. Hai bên tay có nhúng thun nè. Em có hai màu nha, có cái màu đen. Em thấy là chị Lan Nguyễn đang hỏi cái 86 thì trùng hợp là cái giống như vậy. 86 là cái kiểu giống như vậy, khác cái màu nền thôi. Màu xanh là 1284 nha cả nhà. Em có màu đen để em cầm cho các chị coi nha. Màu đen là 1286 nè. Đó, xanh là 1284, đen là 1286. Ngày hôm nay là đồng giá cho các chị mình luôn nha. Cả hai cái đồng này đều sale cho mình 249.000 đồng hết trơn luôn. Đồng giá các chị nha, 73 229.000 đồng chị Mỹ Ly ơi. 1273 229k chị nha, 203 đó. Còn hai cái này là 250 nha. 1286, ôi full size luôn. À vậy là hôm nay cả hai cái đồng này đều full size cho các chị hết rồi. Tay nhúng thun cho mình dễ thương lắm, các chị mà nhận hàng là ưng liền luôn á. Em mặc cái xanh này nhìn nó dễ hơn nè, nó sẽ rõ hơn. Tại vì cái đèn đen nhìn thì nó khó thấy hơn ha. Nó giống như vậy nha, cái đen là giống hệt em mặc luôn. Nếu mà muốn coi cái form đầm thì em đang mặc rồi. Bây giờ lựa cái màu thôi, nền đen là 1286, nền xanh em mặc là 1284 nha. Rồi ai chưa có cứ đặt thử giúp em đi ạ. À, em chưa hàng chưa sao cho mình.
Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok ạ. À. Rồi 128 1286 là màu đen nha cả nhà, đây là màu đen ha. Nó khác mỗi cái nền thôi, mình nhìn cái hoa đó cũng giống nè. Hoa cũng giống, kiểu cũng giống, chất liệu cũng giống cho mình luôn, đều là vải lụa hết luôn. Đó, đồng giá cho mình là 250 ngày hôm nay. Nó chỉ khác mỗi cái màu. Thì bây giờ mình lựa cho cái màu nha, lên form cũng giống em mặc thôi. Đây, cái này lên form của y chang nè, màu nào cũng xinh hết trơn á. Đen là 1286, xanh em đang mặc là 1284, đồng giá 249.000 đồng. Ai chưa có cứ lên đơn ngay trong bài livestream này luôn, để có gì bạn em tư vấn size cho mình ha. Được tư vấn size trước khi giao hàng nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ. Một màu duy nhất, không có màu thứ hai nha. Đó, rồi bây giờ qua mẫu khác nè. Rồi. Lấy một đầu nào thông tin riêng cái mã số nha. Chị Thảo Dương 1284 dạ màu xanh em đang mặc nha. Xanh là 84 nha các chị. Tay là nhúng thun nè, rất là xinh. Đây hai thật ra tay lỡ mà nhúng thun lên nè. Tạo kiểu này, em chỉ có hai cái đầm nhúng thun thôi. Nếu chị nào thích thì có hai màu này thôi chứ không còn cái khác. Đầu này về có hai mẫu là tay nhúng thun thôi. À, chị Ngọc An chúc đơn 1284 là màu xanh. Màu xanh hoa màu cam em đang mặc đây là 1284. Giống như vài nền màu đen là 1286. Hai màu là hai mã số khác nhau nha. Nếu có chị thấy mà em đang mặc chẳng hạn có cái khác giống như vậy, kiểu nó giống nhưng mà nó khác hoa là cũng khác mã số, hoặc là khác màu là cũng khác mã số nha, chứ không có đặt là cho chị cái 1284 màu đen như em là sai. Mặc định 1284 là màu xanh, 1286 mới là màu đen. Chị Hải Yến chúc đơn 1286 màu đen ok chị luôn. 1284 ok chị Hồng Nguyễn nè. Rồi một chút xíu bên em có nhắn tin hoặc là có điện thoại tới, mình nhớ kiểm tra giúp em nha. 65 cái đổ về là vừa luôn ạ. Chị Ngọc Diệp chúc đơn 1284 màu xanh. Rồi bây giờ qua mẫu khác nha. Ai chưa có mẫu nào cứ thông tin lại sớm giúp em đi. Rồi em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình nè. Đây em có cái mẫu này hồi sáng có chị khách hỏi mà em quên luôn, em quên mặc luôn. Thì bây giờ nó chỉ còn có mỗi một size thôi ạ. Đây ha, váy này hôm nay còn mỗi một size thôi. Mã số là 1206 các chị nha. Đây các chị ơi, màu này màu vàng nè. Nền vàng nghệ có hoa màu đen nè. Đây là mã số 1206 nha. Em mặc size mấy? Em mặc size M cho chị Hoa Hồng ơi. Em cao 1m6, nặng 50kg và eo của em là 68. Thì em mặc thường là em mặc size M của shop là vừa hết, hoặc là size L cũng được. Size L thì nó chỉ hơi rộng hơn một xíu thôi nha. Tại vì 50kg là một là size M, 40 cho đến 50kg là size M, 50-65, 50-55 là size L. Cái size 50 nằm ở giữa. Thành ra có nhiều chị là cũng là cùng số ký đó mà nó hơi khác cái size một xíu chẳng hạn. Bởi vậy là cần có cả chiều cao, cân nặng vòng eo để em tư vấn size nha. Hoa nhĩ màu xanh nào ta? Hoa nhĩ màu xanh. Đây hả chị? Cái đầm này hả? Phải chị hỏi cái này không? Hay là cái đền xanh hoa nhĩ là vừa rồi mặc rồi? Cái cổ chéo hoa nhĩ xanh em mặc rồi chị nha. Đây cũng là đền xanh hoa nhĩ nè, không biết phải chị hỏi cái này không? Cái này là 1234. Nếu mà đúng thì chị ghi giúp em là mặc 1234. Em mới biết được nha. Cái mẫu này chưa có mặc nè, xanh hoa nhĩ. Còn phía sau thì đủ đâu có còn nào xanh nữa đâu ta? Có mẫu này là xanh hoa nhĩ thôi nha. Rồi em đang mặc là 1206 nè. Đúng rồi hả chị? Rồi ok, để em xíu đi ha. Này size gì đây ta? Này hết size nhỏ rồi còn size lớn à. Chị mặc size bao nhiêu á? Em chỉ còn cái đầm đó hình như size lớn thôi. Để em kiểm tra coi. Em mặc là 1206 nha. 1206 là cái nền vàng hoa màu đen nè. Ui trời, cũng còn size lớn thôi hà. Rồi em còn size 2XL nha, màu vàng hoa đen, mã số là 1206. Ok chị hậu xíu em mặc cho chị coi nha. Sau cái đầm này em sẽ lên luôn 1206 ạ. Mẫu này là 1206. Ngày hôm nay sale cho mình chỉ có là bao nhiêu tiền đây ta? Khoan hai đẹp xíu. Em chỉ còn có một size thôi nha, size 2XL thôi nha. 1206. 1206 nha cả nhà, sale 219.000 đồng. Em chỉ còn một size duy nhất thôi. Tình hình là nó gần hết rồi. 1206 kèm số điện thoại cho em, tình hình là sắp hết hàng. Bây giờ em chỉ còn cỡ tầm là 20 tới 20 cái rồi, nhưng mà size 2X hết luôn. 57 cho tới là 65kg vừa giúp em nha. 57 tới 65kg vừa, chị nào chưa còn cứ lên đơn ạ. 1206. 1206 giờ cũng là lụa luôn đây. Lụa nha, mềm nhẹ mặc mát luôn, không hề nhăn luôn cái chị. Vải này về nhà mình giặt thôi, mình giặt sơ tại vì hàng mới về nhiều khi là nó dính bụi vải này kia, cái chị mà da nhạy cảm mặt nó sẽ ngứa thì chẳng hạn.
mình cứ về nhà giặt sơ giúp em ha. Nhận hàng ưng ý rồi đúng không? Giặt sơ giúp em coi một nước mặt lên là không nhăn luôn các chị nha. Giặt tay là không nhăn ha. Chứ giặt máy quay hồi là nó nhăn là đúng rồi. Em đang mặc là 1206 nha. Chị Nguyễn Như chúc đơn 1206 nè. 65kg đổ về cho em là vừa luôn. Để em xíu chị Hồng Nguyễn, em có nói mình là đợi em một chút xíu. Tại vì mỗi đồng em có thời gian rồi. Chứ thôi là bây giờ em đang mặc cái này, khách em đang chuẩn bị đặt hàng, em qua mẫu mấy chị kia là không kịp thì sao? Mỗi đồng có thời gian là 2 phút hoặc là 3 phút chị nha. Chứ chưa gì em qua mẫu khác là em thay đồ chóng mặt luôn á. Đây là 1206 à, từ từ bình tĩnh chị ơi. Cái đồng nào cũng sẽ lên hết trơn á, từ từ giúp em nha. Tại vì khách em là em like tới hai bên lận. 1206 nè, 1206 nha. Rồi chị Thái Chi chúc đơn 1206. À, chị Thanh Vân 55kg dạ vừa. 55 có thể vừa chị nha, tại vì em còn size lớn, size XL tầm 57 cho tới 65. 55 thì em không biết là em của chị bao nhiêu. Nếu mà em của chị là tầm 80 trở lên thì ok vừa nha. 80 84 thì vừa size hết của em. 78 mà cũng được đó các chị ạ. 1206 cho chị Thương Thương nè. 54kg dạ. Nếu mà 54 thì hơi rộng. 54 thì hơi rộng một chút xíu, tầm 55 57 trở lên thì được. 1206 ạ. À. Chị Linh Hoàng chúc đơn 1206 luôn. Rồi ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là ok nha. 1206. Em còn mỗi size lớn thôi. Chị nào tầm 57 65 là vừa nha. 1206. Và 200 là hoa nào ta? 200 là hoa nào chị ơi? Ủa nãy giờ mặc hoa cái nào hoa trầm ta? Chị nhớ cái mã số không chị Hậu ơi? Hoa trầm là hoa nào chị? Em nãy giờ mặc hoa cái nào ta? À, chị có nhớ đó là cái màu gì, nền màu gì, hoa màu gì hay là cái cổ như thế nào không? Chị em hoa trầm là em bó tay.com á, em không có biết hoa trầm. Đây, chị nhớ cái màu hay cái mã, cái hoa hay là cái cổ không? Chứ hoa trầm là em bó tay không có biết hoa nhiều đâu. Em chỉ biết hoa màu đơn, hoa hồng này kia, hoa cúc này kia thôi. Chứ em cũng bó tay về hoa đó. Rồi, đây là 1234 nha. Cái đầm này giống như là cái màu vàng này mới mặc luôn. À, khoan, hình như còn thêm một cái size gì nữa đây. 1234 màu xanh rêu nè, 1234. Ngoài cái rêu này ra em còn có màu cam cà rốt với lại là màu hồng. Đây các chị ơi, đây là mã số 1 à. 1234 các chị nha, 1234. Đây, 1234. Nền đêm hoa trắng, nền đêm hoa trắng. Ủa? Em mặc cái nào nền đen hoa trắng nè? Cái này phải không chị? Phải cái này không? Nền xanh hoa đúng không chị ơi? Phải cái này không nè? Đây là 1273. Nếu mà đúng cái này chị comment giúp em là 1273 chị Hậu nha. Đây, em có mặc qua cái này là xanh xanh nè. Là 1273 nè. Chị làm lúc nãy hay là sao ạ? Mỗi này em mới mặc qua là 1273 nha. Xanh hoa nhí là 1273 của đắp chéo. Đó, hay là cái này xanh hoa vàng là 1199 này, không biết chị hỏi cái nào. Chị cho em xin cái mã số nha. Em đang mặc đây là 1234 nè. Xanh rêu mã là 1234, nhưng mà em mặc thì nó hơi rộng một chút xíu. Tại vì cái này size lớn quá. Em còn cho mình là 1M, 1L nha. Ở đâu ra vậy ta? 1M, 1L và còn lại là 15 cái size XL luôn. Vậy là bây giờ 65 đổ về mình cứ đặt hàng thôi. 65 đổ về giúp em nè. À đúng rồi hả chị, ok vậy ba. Cái này là em còn size L, quên còn một cái màu size M, một size L. Với lại là 15 cái size hay chị nha, không biết chị lấy size nào. Để hồn tư vấn size cho chị sau nha. Đây là màu xanh rêu nè, xanh rêu với có một cam. Em có một cam nữa nha. Cam là 1238 nè. Cũng dễ thương lắm, nó sẽ hơi nổi hồng một chút xíu. 1238 là một cam. Đây, cam cà rốt thì em chỉ còn hai size thôi, 55-65kg vừa. Xanh rêu đang mặc hôm nay sale rẻ lắm, các chị yên tâm, có 169.000 đồng thôi. Xanh rêu là 1234, cam cà rốt là 1238 các chị nha. À, trời ơi, 149.000 đồng thôi, có 149.000 đồng thôi hàng. 63 cân, à 63 cân thì size XL. Ok chị Hậu nha, vừa chị cứ đặt hàng đi. Xanh rêu là 1234, 150. Màu cam cà rốt là 1238 cũng 150 luôn. Còn màu hồng nữa, mà bị lấy mất tiêu rồi. Để cái gì chiều ra cho các chị coi sau ha. 1234 là xanh rêu nè, M, L và 2X. 1238 là màu cam thì em chỉ còn XL và 2X thôi ạ. Đây còn size lớn nhá, cam cà rốt là size lớn. 55-65kg vừa 1 cam, 1238 là 1 cam. À, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Lấy màu nào cứ thông tin lại giúp em luôn. Rồi, có muốn coi cái nào phía sau lưng thì comment cho em nha. Em mặc cho các chị coi luôn. À, da bao nâu cổ chéo hả chị? Da bao nâu cổ chéo, đây nè. Sao gì đây ta? Rồi, ok chị luôn, đợi em xíu nha.
Đây cái bao nâu cổ chéo nè, bao nâu cổ chéo này là cũng mới về thêm, chứ bữa trước làm hết hàng rồi. Nhưng mà tiếc là chuyến em về size lớn không hả? Em về tất cả 10 bao nhưng mà toàn size lớn không thôi, lại không có về size nhỏ, không biết hôm nay còn nhiều không. Để em giới thiệu cho mình luôn. Đây là 1222. Bao nâu cổ chéo mã số là 1222 nha cả nhà. Sáng chị inbox shop không thèm gấp đơn cho chị. Trời ơi, không phải không thèm chốt đâu, mà tại vì các chị thông cảm giúp em là tại vì khi mà các chị mà chốt đơn qua cái phần tin nhắn á sẽ chốt rất là lâu, tại vì bên em các chị cũng thấy đó, nội là chốt ở trên livestream thôi á, là một ngày là em like tới mấy cái livestream rồi. Bên em là ưu tiên chốt ở trên live trước, phải chốt hết đơn ở trên live buổi sáng nay chẳng hạn, hoặc là buổi trưa nay chẳng hạn, thì em mới chốt sang cái phần tin nhắn được. Bởi vì em có nói với mấy chị là mình nên chốt đơn ở trên live, ưu tiên chốt trên này luôn, chứ là nhắn tin bên kia là bên em là tin nhắn bây giờ là đang quá tải luôn các chị. Mình vô mình comment rất nhiều, mình nhắn tin là nhiều khi không thấy shop trả lời là tại vì em trả lời chưa có hết, chưa có xuể các chị nha. Đang tuyển thêm hai bạn nhân viên để trả lời tin nhắn cho khách hàng mà chưa tuyển được, mới tuyển được có một bạn thôi đó. Sáng nay em tới là thấy có một bạn mới vào đó. Bây giờ là đơn rất là nhiều ha, tin nhắn cũng quá tải, đơn hàng cũng quá tải, nên là các chị thông cảm giúp em, nếu như mình nhắn tin hoặc comment chưa thấy shop trả lời thì mình có thể nhắn tin, à mình có thể gọi điện thoại vào số hotline của shop nha. Cái là trường hợp gấp thôi nha. Em có về bên em có số hotline đó các chị. Em coi rồi, em coi số máy đây đâu rồi. Mình ở bên phía bên ngoài cái trang Facebook của shop á, ở phía trên á, phía trên cạnh bìa các chị nha. Trang nào cũng có số điện thoại hết trơn á. Đây nè, đây các chị nha, phía ngoài trang Facebook của shop nè, thấy không, phía trên này đó có số điện thoại hotline này các chị nha. Nhưng mà khi nào gấp thôi nha, ví dụ như là cái đơn hàng có vấn đề gì đó, hoặc là gấp cái vấn đề gì đó mình mới gọi điện thoại cho em. Còn nếu mà thông thả thì mình nhắn tin giúp shop cũng được nha, chứ chị nào cũng gọi điện thoại là em còn rối thêm rồi đó nha. Ai gấp thì cứ nhắn tin, cứ gọi ship giúp em, còn không thì nhắn tin đi ạ. Để có gì em trả lời lần lượt cho các chị mình luôn. Rồi mẫu đăng mặt đây nha, mẫu đăng mặt đây là 1222, 65kg đổ về cho em là vừa. Mã hàng kèm dưới này giúp em là ok nha. Đây là lụa, thêm một cái đầm lụa cho mình luôn, cổ đốc chéo nè, quên không đeo đất lưng. Còn đầm lụa cổ đốc chéo nha cả nhà, riêng cái phần eo đỉnh thêm ngọc trai nha. Cái mẫu đem có tới hai màu lạnh. Rồi, đây là 1222 các chị nha, 1222. Để em còn coi còn mấy cái đây đã. Mới về size lớn nhiều lắm. Size lớn thì mấy chị khỏi lo, em mới về thêm được cả trăm cái size lớn lận. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là size nhỏ nè. Size nhỏ bây giờ em chỉ còn có hai cái size M thôi, và 7 cái size L, còn lại size lớn thì còn cả trăm cái các chị nha. 55, 65 trở lên rất là nhiều, 55, 65 á nhiều lắm. Còn size M, size L em sắp hết rồi, có 9 cái thôi hà. 2 cái size M và 7 cái size, L luôn. À, chị nào chưa có mà đặt sớm nha, đây gần hết hàng rồi. Đầm lụa có hai túi hai bên nè, da beo cho mình luôn. Cổ đắp chéo nha cả nhà, phần eo đính ngọc trai nè. Em đang sale có 299k thôi. 4 cái beo của em hôm nay đều đồng giá hết. Đây nha, beo nâu cổ chéo nè. Beo sơ mi rồi beo mới về này kia là đều đồng giá cho mình hết luôn. Đặt màu xanh đen phía sau em, màu xanh đen phía sau em. Ở phía sau em có cái nào xanh đen, cái này ha, cái này xanh đen. Đây chị phải cái này không, nếu mà đúng thì chị ghi giúp em là mặc phột hai, thì ví dụ các chị muốn em mặc cái nào đó mình cứ ghi giúp em là mặc cái mã số đó lên, em sẽ mặc cho mình coi. Đây ha, 1201 chị Mai Nguyễn ơi. Đây ha, xanh đen hoa tím đúng cái này không, đây là 1201 chị nha. Đó, còn cái xanh đen nào đúng không ta, cái này nền đen hết, cái này là xanh không, xanh này xanh, xanh hơi tươi xíu, cái bộ này xanh hoa trắng thì nó hơi tươi hơn xíu. Cái này là 1244 nha các chị. Còn đây là nền đen nha, nền đen hoa văn màu xanh, cái này là hàng mới về nè, cổ tròn nè, mặt chồng vô nè, 1257. Đây là 1257. Rồi, chị thích cái này mặc cho chị coi. Em đang mặc là 1222 nha. Da beo cổ chéo chị ơi, màu nâu là 1222 thì em gần hết size nhỏ rồi. Em còn một màu nữa, màu trắng, beo trắng là 1192. Đây, cái kiểu này có hai màu lại các chị, cùng kiểu nha, y chang nhau luôn á. Đây nè, nhìn em cầm thì nó hơi không lên form đẹp xíu, nhưng mà các chị lên form giống em mặc nè. Cầm thì không thấy đẹp, nhưng mà lên form rất là sang luôn, tay lỡ form xòe. Màu trắng là 1192 nha.
Màu trắng là 1192 nha cả nhà. Các em đang mặc màu màu này là da beo nâu ha. Beo nâu là 1222. Beo trắng là 1192 nha. Đồng giá cho mình luôn ạ. Khác mỗi cái màu thôi. Khác mỗi cái màu hoa văn một xíu thôi. Chứ cùng kiểu dáng là eo đính ngọc trai giống nhau nè. Đây, cổ treo giống nhau nè. Eo đính ngọc trai giống nhau nè. Túi giống nhau, tay giống nhau, hơi vòng vòng như này luôn. Đó, y chang cái kiểu nha các chị nha. Khác cái màu một chút xíu. À, thích màu trắng là 1192. Các em đang mặc màu nâu là 1222 nha cả nhà. Rồi, chưa có màu nào cứ đặt hàng sớm giúp em đi ạ. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn. Mã có sản phẩm kèm xích thoại cho em là ok nha. Rồi, xong chưa? Chuẩn bị em qua mũi khác rồi nè. Xong chưa? Chị thích xem cái xanh nào chưa để trả lời em nữa. Xanh này là 1257 nè, 1244 nè, hay là cái này là 1202. Em không biết là thích cái nào. Thích cái nào không em cho em mặc cho chị coi luôn. Rồi chị Mỹ Duy chúc đơn 1222 đang mặc luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha cả nhà. Ít ra thì bây giờ cũng còn được hai cái size M và 7 cái size L nha. Chưa hết, vẫn còn được 2-3 cái. Chị Thanh Vy chúc đơn 1222 luôn. 1201, ok. Đó, mình comment như vậy em sẽ dễ hơn. Tại vì nhiều khi phía sau là em chưa có mấy cái màu nó hơi giống nhau. Giờ mà chị nào kia mặc cái nền đen là em bó tay luôn. Phía sau rất là nhiều nền đen. Nên là phải có cái màu kia kèm như là nền màu gì, hoa màu gì thì sẽ dễ hơn ha. Chị Phạm Ánh chúc đơn 1222 luôn ạ. Beo nha, beo nâu là 1222 nha cả nhà. Bốn cái beo của bên em hiện tại đều đang sale là 299.000 đồng hết luôn. Nên là các chị tranh thủ vào đặt sớm nha. Rồi qua cho các chị coi mẫu này. 1201, cái này thì sale rẻ lắm. Có 219k thôi hả. Mà vẫn còn full size cho các chị mình luôn. 1201 nha cả nhà, 219.000 đồng. Đây nha, 1201 nè, xanh hoa tím. Nền xanh hoa tím các chị nha, sale còn 219. Mà full size cho các chị luôn. Đẹp không? Đọc luôn ha, đẹp mà rẻ nữa. Full size cho mình từ 40 tới 65kg là vừa luôn á. Hoặc là các chị cứ đo cho em phần eo. Ví dụ như là nhiều chị là số ký mình là 50-52. Nhưng mà hai chị hai cái eo khác nhau là cũng mặc hai cái size khác rồi. Thành ra là ở nhà có thước dây á, đo sẵn giúp em cái eo ha. Chiều cao cân nặng vô giúp em luôn. Đây là 1201 ạ. 1201 full size cho mình luôn. 65kg độ về cho em là vừa. Giá tiền 219k nha. 1201 nha cả nhà. 1201. Rồi full size. 1201 full size nha, 40 cho tới 65kg vừa. Ai chưa có cứ lên đơn nha. 1201 chị Mai Nguyễn 10. Chị Mai Nguyễn comment gì ạ? 10 là sao ạ? Em không có hiểu cái comment của mình lắm. Em đang mặc là 1201 nha cả nhà, 65kg độ về cho em luôn ha. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. Đây là 1201. Đó, nền màu đen, nền màu xanh nè. Nền màu xanh hoa màu tím nè các chị. Cái chất này là xốp thái nha. Nếu mà các chị đã quen quá với lại chất lụa hoặc là van rồi thì mình nên mua thử những cái chất mới. Ví dụ như này là xốp thái nè. Hoặc là bao nhiêu cái chất khác em có mới về cho mình là xốp thái nè ha. La dôn co giãn nè, Ataxi nhũ kim tuyến là mấy cái đầm body nè. Nhiều kiểu đẹp lắm nha. Mình cứ coi like của em thích màu nào hay là kiểu nào thôi. Cái váy này thì full size cho mình luôn ạ. Rồi, ok chị Ngọc An chúc đơn luôn. Em có full size cho mình chị nha. Em mặc thì size M. Nhưng mà nhiều khi mấy chị 50kg mà mặc size lớn hơn em á, đặc biệt nó sẽ khác cái chiều cao cũng như là khác cái vòng eo nha. 65kg độ về cho em là vừa nè. 1201 kèm xích lại giúp em. 1201 nha cả nhà. Full size cho mình từ 65 độ về luôn. 40 cho tới 65kg là vừa nha. Xong chưa, chuẩn bị qua mẫu khác nè. 1201 kèm xếp lại cho em. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nha. Ở phía sau cũng có mẫu đẹp mà ở bên trong xài cũng còn nhiều lắm. Nên là em sẽ mặc là xen kẽ nha. Mình thích coi cái nào phía sau em mặc cho mình coi. Còn không thì em sẽ mặc thêm mấy cái mẫu ở phía trong nè. Phía trong còn nhiều lắm, gấp mấy lần cái phía sau luôn. 1201 cho chị Ái Nhân. Chị Phạm Ái Nhân, ok chị luôn. 49kg hả chị? 49 thì 1LM, 2LL. Nó sẽ tùy vào cái vòng eo chị nha. Chị giang xin cái eo đi. Eo mình tầm 68 độ về thì size M. Mà eo tầm 72, 74 là size L rồi nha. Nó tùy vào cái form eo của mình nữa. Rồi lên cái sơ mi nha. Sơ mi mới về 1248 ạ, sơ mi mới. Em sale cho mình là 299.000 đồng đây nè. Sơ mi lụa mới về nha. Có hai màu cho mình luôn, vàng với lại đen. Đen là 1248 nha cả nhà.
Đây nha. Đây là 1248 nè các chị, nền màu đen ha. Em có đính là nguyên một cái hàng đúng ở phía trước luôn, nút gỗ nha các chị. Đào từ trên cổ áo nè, dọc xuống phía dưới chân váy luôn ha. Em có hai màu nha. Đen em đang mặc là 1248, nó có màu vàng nè. Đây hai hoa văn giống nhưng mà nó chỉ khác với cái mảng màu thôi. Em mặc nó có mấy cái mảng màu đen, thì bên đây là mấy cái mảng màu vàng nha. Đó, cũng cùng à, cùng chung chén đồng cho mình luôn à. Hôm nay sẽ đồng giá đi, 299.000 đồng. 1247 là màu vàng full size, 1248 là em đang mặc nè. Em đang mặc màu đen nha, vậy mà nó đi hàng trước cái màu vàng nha các chị ơi. Màu đen nó gần hết trước rồi, mỗi size chỉ còn mười mấy cái thôi. Màu vàng thì lại còn nhiều hơn trước, màu vàng tầm 40 cái mỗi size. Em mặc hả chị? Lụa nha, chị lụa nha chị Sương Hồ ơi. 1248 cho chị Tuyết Vi em đang mặc nha. 299.000 đồng sơ mi lụa, khóa phía sau lưng nè. Kiểu này thì nó quá là lịch sự rồi, nên là có thể mặc đi làm công sở văn phòng, rồi tối về có đám cưới mình tàn phô mình đi đám cưới cũng được luôn, rất là sang cho mình ha. Nếu mà đi chơi đi tiệc thì mình sắm thêm là thắt lưng đeo vô hoặc là túi tất các kiểu vô nha. 1248 nè, em đang mặc là 1248 nha, sơ mi lụa nha các chị, rất là xinh ha. Cái màu này nhìn sang, mấy cái họa tiết giống như là cây mà cây khô, các chị không có lá, không có chiếc lá nào trơn đây nè. Đó, nhìn rất là xinh ha các chị ơi, 65 chế độ về cho em luôn. Đây là màu vàng nè, màu vàng nó trẻ hơn xíu. Nếu mà thích nhẹ nhàng trung niên thì cứ chọn cho em màu đen ha. Còn ai mà thích trẻ hơn chút thì cứ chọn cái màu vàng. Vàng là 1247 nè. Chị Ngọc Hoa chúc đơn 48 màu đen nha. Đây là màu vàng nha cả nhà. Hai màu là tính ra hôm nay đã cùng giá tiền rồi nha. Hôm trước thì cái vàng em sao rẻ hơn, nhưng mà em đã tăng giá lên rồi. Em có nói với chị là hôm trước ai mua được là hên lắm đó. Hôm trước cái vàng 250, hôm nay nó tăng bằng với cái đen là 290 rồi nha. Mấy mẫu khác cũng vậy, phía sau em nè, từ từ là tăng giá lên đó. Đây là mình ưng cái nào mình nên đặt luôn, chứ đừng chờ nó tăng giá hoặc chờ hết size. Vàng là 1247 nè, cùng là sơ mi lụa, cùng là hoa văn kiểu dáng, chỉ khác mỗi cái màu thôi nha, hai khác cái màu xíu. Màu vàng là 1247 ạ, màu vàng 1247 cũng 299k, mà màu đen em đang mặc là 1248 cũng 299.000 đồng luôn. Đồng giá cho các chị nha, 65 cái độ về cho em là vừa. 48 cho chị Nguyễn Hường nè, 48kg eo 72. Đó thấy không, nếu mà khách của em mà chị cho em số ký 0 48kg đó là em sẽ tư vấn cái size M, nhưng mà có đính kèm thêm cái số eo là 72 vô là phải tăng lên size L rồi. Đó, thành ra là nhiều khi mấy chị cho em cái số ký 0 thì nó cũng rất là khó, số ký đó chỉ là tương đối thôi nha. Ai mà có thêm chiều cao vòng eo thì cho em luôn, em tư vấn những cái size chuẩn luôn. Chị Thanh Hiền chúc đơn cho mình luôn nè, 1247. Đó, các chị thấy em có hai màu, nhưng mà mặc dù là cái vàng mặc lên nó sẽ rẻ hơn, nhưng khách em vẫn thích cái nền đen hơn, bởi vì cái đen này đi hàng nhanh hơn rồi. Màu đen mỗi size còn tầm mười mấy cái thôi ạ. Đồng giá nha, đen là 1248, vàng là 1247 nha cả nhà. 299.000 đồng, 65 cái độ về cho em là vừa luôn nha. Chị 54kg mặc size nào em? Dạ rồi, bây giờ chị cứ đặt hàng cho em trước đi, mẫu nào mình ưng mình đặt hàng cho em trước. Còn về cái khoản là mặc size gì thì một chút xíu tư vấn sau nha, có các bạn chuyên viên tư vấn sau. Chị Lệ Trần chốt đơn 1248 em đang mặc luôn. Dạ rồi, với chị vẫn thích màu đen hơn ha. Màu đen là 1248, 299.000 đồng, 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Chị Nguyễn Diệp chốt đơn 1248 nè. Chị Phạm Vân ơi, sale cho mình là 299.000 đồng chị nha. Sơ mi lụa có hàng nút ở phía trước là xinh, nhưng mà nút này đính trực tiếp lên rồi, không phải tháo ra đâu nha. Em đã đính liền luôn rồi, cái hàng, cái đường chỉ này cũng đính liền rồi. Chỉ là tạo kiểu như là nhìn là mặc phía trước thôi, chứ không phải kéo cái khóa phía sau mới mặc được nha. 1248 cho chị Cẩm Liên nè. Rồi tiếp tục bây giờ qua mẫu khác nè, 65 cái độ về cho em là vừa nha. Sale cho mình là 299.000 đồng luôn ạ. Rồi ok, để xíu mặc cái vàng cho chị coi, nhưng mà em cắt nó ra cái đã, chứ mặc hai cái liền thì nó hơi kỳ, là xíu nó mặc cho chị coi sau nha. Rồi qua mẫu khác nha cả nhà, đợi em xíu nha. Đây, mặc cho cái chị coi thêm một em váy cũng rất là xinh. Mẫu này sẽ là, để em xíu nha. Rồi, em sẽ mặc cái ren vàng cho các chị coi nha. Ren vàng. Đây, ren vàng là 1251 nha cả nhà.
Hôm nay chỉ còn 2 size thôi. Tình hình chị nào bữa giờ đang chờ sale hay là đang đắn đo suy nghĩ thì em thông báo luôn. Ngày hôm nay chỉ còn 2 size là size lớn thôi. 1251 luôn ạ. Em còn cho mình là size XL và size 2X nha. 65 cái độ về cho em là vừa. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. 1251. Rồi 1251 kèm xích thải cho em nha. Màu này là màu vàng nha các chị. Em còn một cái ren này là màu tím nữa nha, nhưng mà nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Cái màu vàng thì cái tay nó ngắn nè. Màu ren vàng là tay ngắn các chị ha. Mình nhìn cái ren giúp em đi. Đẹp lắm nha, ren xịn luôn. Dày dặn cho mình đuôi mà đang sale có 199k đối với màu vàng thôi. Đây hoa văn nè. Đó, ở trong thì có lót cho mình rồi ha, trừ hai cái tay ra là trong thân đầm là có lót hết. 65 cái độ về em còn size lớn thôi. Đầm này hiện tại là 55 tới 65 kg mới vừa, còn nhỏ hơn thì em đã hết rồi nha. 55 tới 65 kg là vừa giúp em luôn. Mã số sản phẩm kèm xích thải cho em là ok nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt sớm nha. Ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm giúp em nè, em còn size cho mình là 55 tới 65. Ai chưa có cứ đặt hàng, em chừa hàng chừa size giảm giá luôn. Sắp hôm nay mình nhận được chiếc đầm 1271 số hơi lớn. À rồi ok chị ạ. Chị gì đó luôn ha, em không biết tên, em không có đọc được cái tên của mình. Chị mình để lại cho em cái số điện thoại ở trong cái livestream này nha, để em hỗ trợ đổi hàng cho mình luôn. Nếu mà hơi rộng hơn một chút xíu hay là hơi rộng hơn nhiều nha, là vì luôn giúp em là nếu mà nó rộng hơn quá trời luôn á thì em sẽ xuống cái size nhỏ hơn cho mình được. Còn nếu mà nó chỉ hơi rộng hơn có một chút xíu thôi, cỡ tầm 1 cm 2 cm thôi á, thì mà đổi xuống cái size nhỏ thì nó sẽ hơi bị chật nha, cái này là phải tư vấn kỹ hơn cho mình nữa. Mình để lại cho em số điện thoại nha chị ơi, em không biết tên của mình ha, để lại cho em số điện thoại để em hỗ trợ cho mình luôn. Ghi kèm cho em cái tên ở phía dưới nữa nha, để các bạn dễ gọi điện thoại tư vấn cho mình ha. Rồi đây là 1251 nha. Chị Ngọc An, chị mới nhận cái đầm vàng này đẹp lắm shop ơi. Vậy là chị cảm ơn chị đã ủng hộ shop nè. Rất là tiếc hôm nay đã hết size rồi. Hôm trước em có nói là nó gần hết với chị nên tranh thủ đặt luôn nha. Đó, không nghe em bây giờ còn size lớn thôi hả. 55 tới 65 kg vừa nha, em hết size nhỏ rồi. Sao màu vàng là 1251 ạ, 1251. Chị Tuyết An màu vàng đẹp. Hôm trước chị mua màu tím rồi. Hôm nay sẽ sắm thêm cái vàng về hả chị, về giờ đặt liền đi cái tím nè. Cái tím thì em còn full size hơn cái tím như mới về. Hình như là cái tím mới về thêm hay sao á, chứ bữa cũng gần hết rồi. Dạ màu vàng thì em không có hứa trước, màu vàng thì hiện tại chỉ còn 2 size thôi, không có hứa trước ha. Hai màu nha, tím là tay lỡ, vàng là tay ngắn. Cái vàng thì nó lẻ size rồi nha các chị, còn 2 size thôi ha. 55 tới 65 kg giúp em nha. 1251 kèm xích thải cho em nè. 1251. Chị Giang Trương giúp đơn 1251 cho mình luôn. Chờ chị Ngọc Vy ơi, đầm này hả chị, không có giảm nhiều chị nha. Không có coi giảm nhiều, em chỉ có size chuẩn thôi. 65 cái độ về hoặc là eo 84 độ lại thôi. 55 tới 65 kg vừa. Hoặc là đây trên cái phần eo nha, eo dưới 84 là vừa luôn. 1251 nha cả nhà, 1251. 1251 kèm xích thải cho em nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. Màu vàng chị, màu vàng là 1251 nha. Rồi. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Mặc cho chị coi xanh hoa trắng nhé shop, xanh hoa trắng. Xanh hoa trắng phải chắc là cái này ha. Đây. Xanh hoa trắng cái này đúng không chị? Ok không? Nếu mà đúng thì đợi em xíu nha, sau cái vàng em mặc luôn. Vàng hả chị? Vàng này vàng tươi, mặc lên là siêu trẻ luôn á. Ai mà thích nổi bật hơn xíu hoặc là thích trẻ trẻ hơn chút thì cứ chọn cho em cái vàng này nha. 1251 nha cả nhà, 1251 nha. Dạ được nha, em còn XL và 2X, không biết chị bao nhiêu ký. Em còn 2 size đấy chị ơi, nếu mà tầm 55, 65 là vừa giúp em nha. Rồi tiếp tục qua cho các chị xem thêm một em váy khác nữa nè. Xanh hoa trắng đúng không? Rồi xanh hoa trắng. Đây, xanh hoa trắng là 1244 các chị nha. Em đang sale có 199 à, mẫu mới luôn. 199k cho mình đây ạ. 1244 xanh hoa trắng. Đây nha, 1244 ạ. Nền xanh hoa trắng nha cả nhà. 65 cái độ về cho em là vừa luôn ha. Vải von nha chị ạ. Chị Trúc ơi, vải von chị nha. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em đi ạ, em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm xích thải cho em là ok nha.
1244 các chị nha. 519 51. À chị Thị Lê, chị lấy cái 519 hả? Cái 51 là ba cái lộn. Cái 50 mới là màu tím chị nha, nó khác màu là nó khác cái mã số rồi. Màu vàng mới là 51 chị nha. Còn nếu mà chị thích màu tím á, chị comment giúp em là 1250. Nhưng mà cái tím giá nó cao hơn nha, mình lưu ý giúp em. Màu vàng mới là 199k, còn màu tím á là 259.000 đồng. Nếu mà ok thì chị đặt giúp em là 1250, còn không thì mình lựa ra mẫu khác nhá. Tím giá nó cao hơn. Tím là 1250 giúp em nè. Đó, tím là 1250. Sale 256 nha các chị, nó cao giá hơn cái vàng nha. Bởi vậy là mình đặt đúng hàng giúp em đi ạ. Rồi, em đang mặc là 1244 nè. Nền xanh hoa trắng luôn, cổ là có đến nút chân mà rất là xinh. À, chị Tuyết Hồng ơi, váy này là em còn full size luôn. 1244 nè, full size cho mình luôn. Rồi 1244 là full size cho các chị luôn nha. 65kg đổ về cho em là vừa, chị nào chưa có cứ đặt hàng nha. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp họ cho em là ok ạ. 1244 ML, XL và hết luôn. À, xanh hai trắng chị, đây xanh hai trắng nè. Chất liệu là vải von chị nha. Cái váy này là von. À, em có màu khác nhưng mà cái màu khác thì giá nó lại khác rồi. Nhiều khi các chị thấy hai màu nó hai kiểu nó giống nhau nhưng mà nó khác mã số là cái giá tiền nó cũng khác nhau á nha. Chứ không phải là giống hệt là giá tiền bằng, không có đâu. Em còn một màu nữa, cái hoa nó nhí hơn. Đây nè, em còn cái mẫu này hoa nhí hơn. Nhưng mà giá của nó là 239.000 đồng. Đây, hoa nhí giống em đang mặc giống kiểu luôn ha. Cùng chất von khác cái màu hoa một chút xíu. Bên này là xanh hoa nhí nè. Em đang xem là 250 nha các chị, 240. Ủa, khoan em coi, 240 250 ta. Em không nhớ được. 1243. Hình như 240. Đúng rồi, 240 nha, cái xanh hoa nhí là 240 nha cả nhà. Còn em đang mặc thì có 200 thôi nè, không đặt hàng hôm nay là nó sẽ tăng giá cho cái xanh hoa nhí đó. Cái hoa nhí bữa trước cũng 190 á, bây giờ tăng lên lại rồi. Màu này cũng gần tăng rồi nha các chị, em thấy tình hình là không biết có tăng kịp không hay là nó đã hết hàng mất tiêu rồi. Mỗi size cũng chỉ còn khoảng tầm là mấy chục cái thôi à. 65 cái đổ về cho em nha. 1244 nha cả nhà, MLXL và hết luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm, em chưa hàng chưa sai cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm xếp hỏi cho em là ok nè. 1244 giúp em, MLXL và hết nha. Ok chị Kim Hằng luôn. À chị yên tâm, cái màu này rất là dễ mặc. Cái màu này nhìn vậy thì biết là ai mặc cũng được rồi đúng không? Nền xanh hai trắng cổ đến nút nè. Yên tâm là ai mặc cũng được hết trơn á. Không bao giờ mà mọi kẻ da kén tuổi với cái màu này đâu, rất là xinh. Đây nè, mặc sao cho vậy, cái dễ chưa? Yên tâm nha, có dây cột eo nè. Mình cột trước hay là cột sau là tùy mình nha các chị. Em may dây cột eo nè, em đang cột phía sau lưng ha. 1244 chị Phạm Ngọc, 1244 cho chị một cái size L. Ok chị luôn nha, full size cho mình luôn. ML, XL và 2X, 65 cái độ về cho em là vừa. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nha, em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. Ai chưa có cứ đặt hàng, em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình đây. Chị Thu Hằng chúc đơn 1244 nè. Rồi tiếp tục bây giờ qua mẫu khác nha. Mặc cho các chị coi thêm một cái váy váy hoa nha. À hồi nãy em mặc cái đầm mà xanh thau vàng, em nói là có một màu nữa đó, đây em tìm thấy rồi. Đây là màu đen nè, nó giống với cái màu vàng hồi đầu live mặc, cái xanh thau vàng hồi lúc mở màn đầu live. Em có mặc cho mình coi á, thì có thêm một màu nữa. Đây là 1200 cái chị nha. 1200 nền đen nè. Đây có thêm một màu cho mình ha. Xanh hoa vàng là 1199 nó có mặt lúc đầu live rồi. Bây giờ tới 1200 nè. 1200 em còn cho mình là 3 size M, XL và 2X. Tổng cộng 3 size nó có 16 cái là các chị biết rồi. Mỗi size có vài cái thôi. 1200 các chị nha. Nền đen hoa giống kiểu vừa rồi em mặc luôn á, nhưng mà nó khác cái màu xíu thôi. Nền đen hoa hồng có đính nút ở phía trước nè. Đính 2-3 viên ở phía trước nha. 1200. Rồi 179.000 đồng cho các chị luôn nè. Em có hai màu nha. Đây là xanh hoa vàng. Xanh hoa vàng là 1199 nha. Xanh hoa vàng. Xanh đen xanh này xanh đậm chứ không phải xanh tươi đâu. Xanh đậm là 1199 các chị nha. Còn cái đen của em đây nè, đen hoa hồng hồng này nè, là 1200. Đó, đồng giá cho mình ngày hôm nay luôn nè, 179.000 đồng luôn. Đồng giá cho các chị luôn. Ai chưa có cứ đặt hàng nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm ạ. Em chưa hàng chưa sai giảm giá đây. 1199 là xanh hoa vàng, 1200 là nền đen nha. Ai chưa có màu nào cứ đặt sớm giúp em. Có chuyên viên alo trực tiếp và tư vấn sai cho mình.
đẹp lắm các chị. Em thấy màu nào cũng xinh hết trơn á. Nếu mà nói về trẻ hơn thì chắc là cái xanh này nó trẻ hơn xíu. Nền đen nó dễ mặc, hai đen nó phổ biến rồi. Bởi vậy là màu nào cũng xinh hết. Mình thấy trong tủ đồ chưa có màu nào thì cứ đặt thôi. 1200 là màu đen, 1199 là màu vàng nha cả nhà. À xanh hoa vàng nha. 1199 là xanh hoa vàng full size. Không quên. Cái xanh hoa vàng này em hết size M rồi, còn 3 size thôi. Còn ngược lại với cái này của em thì hết size L nha. Cũng còn 3 size mà ít hơn rất là nhiều. Cái xanh em còn nhiều hơn á. Cái đen hoa hồng em đang mặc nó chỉ còn có 2 cái size M. 2 size M, 6 size XL và 8 cái size 2XL thôi. Đó, em sale cho các chị mình luôn ha. 179k, chúc mà chị Hồng Gẫm nè. 1200 nền đen hoa chị nha, có hai túi hai bên luôn ạ. Chị Nguyễn Vân ơi, váy này size 65 đổ về chị bao nhiêu ký? Tại vì nó hết cái size ở giữa rồi, thành ra là bây giờ cũng khó mà trừ ra lắm. Bây giờ các chị cứ đặt hàng cho em đi, tầm 65 đổ về cứ đặt hàng nha. M, XL và 2X. 1200 1248, à em có mặc rồi đây. 1248 em có mặc qua rồi nè chị. Cái 47 thì chưa mặc. 47 là màu vàng nè, 48 là màu đen nè chị ơi. Đây, chị Trương Nghiến ơi, đây là sơ mi lụa mới về của nhà em. Đính theo một cái hàng nút ở phía trước nè. Mấy đợt trước sơ mi không có nút nha, đợt này là mới có nút sơ mi lụa. Một hàng nút phía trước luôn, khóa phía sau lưng ha. Đây là 1248, 1248 nha cả nhà, đen. Sơ mi lụa, nền đen là 1248 nha. Đây chị nha, có mặc qua rồi ha. Để hồi mặc cái vàng cho chị coi luôn. Màu nào cũng xinh hết trơn á. Tầm 65 đổ về cho em là vừa nha. Rồi đây, qua cho các chị coi thêm một cái váy nữa. Đâu rồi ta? Em có cái váy này coi vậy lên mặt cho các chị coi nè. 1183. Này phải không? Anh ghi là không, cái chị gì la chị ghi chính là 40183 thì chị không biết. Chắc ở trên line quá à. Không biết nữa. Không thấy ghi giấy gì hết trơn à. Rồi, lên cho các chị xem thêm một em váy khác nữa nha. Sai gì đơn sai gì? Mờ. Rồi đúng không? Ủa, cái này mà 75 đâu rồi? Chắc là nó. Cái này có phải là 183 không? Không biết, chị nhớ may mắn là vậy thôi. Nếu như không nhầm, con Thảo gì? Cái bộ bài này là 1183 phải không? Đúng rồi. Rồi, đây nha, đây là 1208 các chị nha, sơ mi lụa. Sơ mi lụa là 1208 nha. 48 em mặc rồi chị Mộc Lan ơi, em mới mặc qua xong hồi nãy luôn. Em có cái 47 là chưa mặc nè. Đây, cái 47 này chưa mặc thì hồi mặc cho chị coi được nha. Chứ còn cái 48 là mới mặc qua thì không có mặc lại được liền nha chị nha. Rồi, em đang mặc đây là 1208. Đợt em đang mặc là 1208 nè. Hôm nay có sẵn hàng cho mình luôn, để coi còn size gì đi ta. 1208 gần hết rồi. Em đang sale có 299.000 đồng thôi. Rồi vẫn còn full size cho mình, nhưng mà size L chỉ có 2 cái thôi nha. Tình hình là size L em gần hết rồi. Trong 4 size á, mỗi size tầm 20 mấy thôi. Hai mấy rồi, size lớn nhất là size 2X thì nhiều nhất là 40 thôi. Đó, em còn size L thêm 2 cái nữa là hết. 1248 giúp em ạ. 1248 sơ mi da beo nè, cũng là vải lụa luôn ha. Tính ra thì cái đợt này hình như là sơ mi em toàn là vải lụa hết trơn á. Hoa cúc cũng lụa nè. Sơ mi màu vàng màu đen này cũng vải lụa nè. Rồi cái sơ mi nền đen hoa cũng lụa, nó sơ mi màu kim hoa cúc cũng lụa luôn. Em thấy hầu như là sơ mi đợt này về là lụa hết. Đây là màu da beo ạ, mình lựa cái hoa văn cho em nha. Sơ mi da beo mã số là 1208. Em đang sale cho mình thì cũng là 299.000 đồng thôi. Da beo đồng giá các chị nha. Đây, hồi nãy em mặc cái beo nâu của chị em là cũng là 299. Bây giờ tới cái sơ mi cũng là 299k nha. À, chị lấy đầm ren tím. À, chị lấy đầm ren tím. Chị xin Nguyễn ơi, không biết là hôm trước chị đặt hàng chị đặt cho em mã gì vậy ta? Tại vì lúc nãy cũng mới có một chị khách đặt size. Em thấy chị
chị khách kia đặt là 1251 màu tím là size. Ai đặt hàng 1251 mặc định em giao cho mình màu vàng. Trừ khi nào có chị đặt là 1250 thì nó mới là màu tím nha. Bởi vậy là không biết là có chị mình, thứ nhất là do mình đặt size, thứ hai nếu như mà do bên em gửi nhầm cho mình thì mình vui lòng cho em số điện thoại lại. Em kiểm tra cái đơn đó của mình là đặt mẫu nào. Chị xin miễn cho số điện thoại đi chị ơi. Em kiểm tra coi là mình đặt hôm trước là cái mẫu nào. Ren tím là 1250 nha. Em nhắc lại cho mình là 1250 mới là ren tím. Còn 1251 là ren vàng nha các chị, đây là tím nè. Tím là 50 nha, đặt 51 là giao vàng đó. Rồi, chị Vọng Quyên chúc đơn 1208 đang mặc luôn. 299.000 đồng. Chị có hai màu luôn rồi, vàng tím chị cũng mua hết vậy hả chị Mỹ Tâm? Cảm ơn chị nhiều nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn ạ, full size cho mình đây. 1208 là ở sơ mi da beo các chị nha, 1208 sơ mi lụa. Tay lỡ nè, hai túi hai bên nè. Nhìn là thấy sang rồi. Không biết gì chứ không biết hoa văn thì không biết có chị thích hay không chứ đảm bảo da beo là về là sang hết sức luôn. Chắc chắn với các chị anh nhận là hài lòng liền về cái chất liệu cũng như cái hoa văn luôn. Cái đầm này em thấy là nó đẹp từ form tới chất tới hoa văn nha, mẫu chỗ nào cũng đẹp hết trơn luôn ha. 65 cái đổ về cho em ạ. Em ơi chị đặt, em ơi dạ ok chị Ngọc My nha. Ok thì em nghe đây chị Ngọc My ơi. Rồi sáng nay chị đặt mẫu em đang mặc nè. À cái này hả chị, đây 1208 full size cho mình luôn ha. 65 đổ về nhưng mà size L á. Có chị nào đang xem size L không? Size L là 50-55kg, cái size chuẩn thôi. Chứ còn nhiều khi là mấy chị cái size khác cũng cái số ký khác của mà size L. Tại vì nó sẽ liên quan đến cái chiều cao với keo nữa nha. Riêng cái mẫu đầm da beo này của em á, sơ mi da beo này size L chỉ còn hai cái thôi nè. Ai size L hôm nay không đặt là mấy mốt hết nha. 1208 là 299.000 đồng luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nè, 1208. À rồi chị Ngọc My lấy cái đầm này đúng không? 1208. Ủa mà hồi sáng là chị đặt chưa? Hồi sáng chị đặt hàng chưa? Hay là chưa có đặt. Nếu mà đặt rồi thì có thể bên em chốt đơn rồi nha. Mất công lại chốt hai lần thì để em kiểm tra coi đặt chưa, chị đặt chưa nha. Không biết là có nhân viên gọi điện thoại cho mình chưa ta? 1208 nè, sale luôn 299k. 65 cái đổ về cho em là vừa. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn. Tiếp theo bây giờ coi mẫu khác nè. Mặc nào ta? Mặc hai cái sơ mi liền thì không được. Để em mặc thêm một cái khác. Sau rồi em sẽ mặc sang cái 47 cho mình coi ha. 1208 nha cả nhà. Em đang mặc đây là 1208 nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn nè. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng cho em nha. Sale còn 299.000 đồng. Sơ mi da beo mã số là 1208. Rồi 299.000 đồng luôn. Đây bây giờ em sẽ qua một cái váy khác của đắp chéo nha. À chị đặt mà shop chưa chút. Rồi ok chị Ngọc My đặt trên like là ưu tiên chút trước, cái chị cứ yên tâm. Nếu mà mình có nhu cầu gì hỏi em ở bên phần tin nhắn mà thấy em chưa có trả lời á, lâu lâu á cái chị mình chấm bài vô một cái ha. Tại vì tin nhắn là nó cứ chạy liên tục luôn. Nếu mà mình nhắn trước thì người khác nhắn sau thì tin nhắn mình nó bị đẩy xuống. Thành ra là lâu lâu có chị vô chấm một cái hoặc là mình comment cái gì đó đó nó nhảy lên trên để em trả lời cho mình cho nó nhanh ha. Rồi 1208 nha. Chị đặt mẫu em đang mặc từ tối thứ sáu đến giờ chưa nhận được. Tối thứ sáu. À chị Vân Hằng ơi, chị ở đâu ạ? À? Nếu mà thành phố thì để em kiểm tra coi thành phố thì có thể hôm nay nhận được rồi. Còn nếu mà chị dưới tỉnh á, tối thứ sáu chị đặt đúng không? Thứ bảy chủ nhật shipper hôm qua lấy hàng nè. Đó là thứ hai bắt đầu giao thì không biết chị ở đâu. Nếu mà dưới tỉnh thì giờ chưa nhận được là bình thường chị nha. Dưới tỉnh là tầm 2 đến 5 ngày trừ cuối tuần ra giúp em ạ. À. Tại vì có một số nơi người ta không có giao hàng cuối tuần. Nên là em không có giá hối trước cho mình nha, trừ cuối tuần ra giúp em. 1208 nha cả nhà. Rồi bây giờ qua mẫu khác nha. Ok chị Vân Hằng, để em coi chị đã ở đâu nè. Thành phố thì có thể hôm nay nhận được nha. Rồi bây giờ qua mẫu khác luôn. 1208 beo vàng, dồn đơn cho chị Lan Nguyễn. Ok chị luôn. Rồi đây qua mẫu cho các chị coi. À cái váy đâu để tìm. Đây cái váy này là 1228 nè. 1228 các chị nha. Đầm này là váy suông. Suông chữ A sẽ tà hai bên nè, rất là xinh luôn. Nền đen hoa hồng nha cả nhà. Nền đen hoa hồng cho các chị mình đây. Ngày hôm nay cũng sale cho mình rẻ lắm. Cái này là 1228 mà không biết còn nhiều không. Rồi em còn 3 size nha cả nhà ơi. 1228 nè. Đầm suông nha. Đầm suông 149.000 đồng. Rồi em đang mặc đây là 1228 nha các chị nha, form suông nè, suông chữ A nha. Cái này là của lô trước nên là nó có sẽ tà hai bên. Lô trước em về đa số là sẽ tà cho mình luôn. Đây sẽ tà hai bên rất là xinh.
Đó, tầm 65 kg đổ về cho em là vừa nha. 1228 nè. 1228 hả Xuân chị A sẽ tà. Chất liệu là vải cáp Thái nha các chị nha. À cáp Nhật nha, chất liệu là cáp Nhật. Em còn 23 size là M, L và em còn 2 size chứ, em còn 2 size cho các chị khoan thôi để em coi coi. 1228. À rồi, em M là 16 cái, size L là 2 cái và XL là tầm 15. Đó, gần hết rồi 1228 nha. Đang sale cho mình luôn là 149.000 đồng thôi ạ. Đầm suông nha các chị có túi nè. Ha suông rồi chứ có túi nè, rồi có sẽ tại hai bên. Dạ khóa phía sau lưng chị xuống mùi ơi. Em kéo hết chưa ta? Đây. Khóa phía sau lưng nha cả nhà, đầm suông, khóa phía sau lưng và sẽ tại hai bên cho mình. Tầm 65 đổ về giúp em vẫn vừa nha, hết XL rồi. M, L và hai X luôn. 1228 ạ. À ok chị xin Nguyễn nè, có số điện thoại rồi nè, để hồi em kiểm tra coi. Rồi mẫu đang mặc đây, mã số là 1228 các chị nha. 048,25. Rồi. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Em chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. À. Rồi, em thấy cái đơn của chị là em thấy cái đơn của chị Sinh Nguyễn rồi, em thấy là mình đặt là cái đơn hàng 1 triệu 2 đúng không? Em thấy chị có đặt là 1254. 1251, 1271, 1276, 1267. Đó, vậy là đúng rồi chị ơi, chị đặt 1251. Cho nên là em giao cái màu vàng là đúng rồi. Vậy là do mình đặt sai mã đúng không chị Sinh Nguyễn ơi. 1250 mới là màu tím. Em nói chị lên đơn là 51 chị nha. Vậy là có gì em hỗ trợ cho mình luôn nha. Comment cho em, à em phải quên quên, có số điện thoại rồi, quên. Rồi chị Vân Hàng, chị đặt 270873 Hải Phòng. À ok chị Hải Phòng, ok ok chị Vân Hàng luôn. Ở Hải Phòng này chưa có đúng rồi đó chị. Tại vì thứ 6 chị đặt là thứ 7 bên em gói hàng. Gói hàng mà shipper là không có qua lấy. Mà nếu có qua lấy rồi thì thứ 2 người ta mới bắt đầu giao. Đó thành ra là chắc tầm ngày mai ngày mốt là chị nhận được hàng nha. Chị cứ yên tâm. Đợi đi chị, đợi giúp em vài hôm nha. Rồi 65 cái đổ về cho em là vừa luôn nè. Nếu mà chị nào ở thành phố đó thì nhanh lắm. Nhiều khi là sáng đặt chiều có rồi. Thành phố Hồ Chí Minh em có giao nhanh cho mình. Gấp thí dụ đây là mua đi tiệc liền thì mình nói em giao nhanh. Nếu mà giao nhanh thì em sẽ gửi ráp thì cái giá nó sẽ cao hơn một xíu nha. Thì cái chị hỗ trợ thì sẽ giúp em. Còn nếu mà không gấp thì có thể là chiều nhận hoặc là qua ngày hôm sau nhận nha. Chị Thương Lê chúc 1228 nè. Đây. Thôi chị xin gửi, em thấy cái đơn của mình là 51, hàng chị gửi màu vàng đúng rồi. Vậy để có gì em hỗ trợ đổi cho mình cái màu tím nha. Màu tím thì hôm nay còn full size. Có cái màu vàng á, màu vàng là em lẻ size rồi. À nhưng mà hôm trước chị đặt cái màu vàng theo cái đơn hàng của mình, cái giá tiền là 199k thì hôm nay chị đổi cái màu tím là chị cộng vô với em là cái giá tiền chênh lệch nha. Nha cái vàng nó rẻ hơn cái tím á. Mình đặt cái tím thì cộng thêm giúp em là mấy chục nghìn vô nha. Rồi bây giờ có mẫu khác nè, lên cái đầm sơ mi màu vàng cho các chị coi luôn. Đây là 1247 nè. Sơ mi nha, 1247 65 kg đổ về cho em là vừa luôn. Hồi nãy mặc màu đen rồi. Chị nào mà lấy màu đen thì đặt giúp em là 48. Còn cái vàng là 47 nha. Đây, khác màu nha. Nó khác cái màu đen hồi nãy em mặc nha các chị. Nó khác mấy cái mảng này nè. Cái này màu vàng, cái kia là màu đen ha. Đồng giá cho mình nhưng mà khác màu, khác mã số. À, giá đầm đang mặc giảm 150. Đây, 150 cái đầm này thôi. Của đợt trước ha, em còn có 3 size thì em sale luôn 150 cho mình. Đây là Xuân chị nha, Xuân chị A, 1228. Ai nha, em mới mặc xong á, cái đầm suông này nè là 1228 đền đêm hoa hồng. Sale 149.000 đồng, tính là 150 ha. Còn size M, L và 2X luôn ạ, 1228 giúp em. Em đang mặc đây thì 1248 em qua mẫu rồi. Bây giờ coi cái sơ mi nha. Đây tổng cộng 2 màu cho các chị coi luôn. À quên, vàng là 47 nhầm. Màu vàng là 1247 nè các chị, khác cái mấy cái mảng này nè. Đó, còn cái khúc hoa giống nhau nè, cái hoa văn này giống nhau nè, mấy cái cây khô các chị thấy không? Hoặc là có nhiều chị khác gọi là sen khô thì cũng được ha. Rồi, 65 đổ về cho em là vừa nha. Đợi em một chút xíu nha. Trời ơi, chị này mặc đẹp quá vậy. Trời ơi, để em coi coi. Rồi 65 kg đổ về cho em là vừa nha cả nhà.
Mã số sản phẩm kèm ship lại cho em là ok luôn nha. Ai chưa có cứ đặt hàng nè. Em chờ hàng vừa sai cho các chị mình luôn. Để hồi em mặc cái đầm tím cho các chị coi hình của chị khách này đi đám cưới mới gửi về. Trời ơi nhìn đẹp hết sức luôn á. Bây giờ em đang mặc đây là 1247 nha, 1247 nè. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em đi ạ. Em chờ hàng vừa sai cho mình luôn. Thư nè. Chị xin rồi 65 ký đổ về cho em là vừa nha cả nhà ơi. Hai cái đầm da bè, hai cái đầm sơ mi thì đồng giá nha. Rồi em đang mặc đây là 1247 nha các chị, màu vàng ha. Cái vàng là 1247, còn cái màu đen là 48 nha, đồng giá cho các chị mình luôn. À XL có. À quên hết. Trời quên. Nó hết ngay XL rồi chị ơi, mình lấy size mình lấy cho em là cái size lớn hơn một size được không? Size 2X được không? Nếu mà 2X thì nó sẽ rộng hơn một chút xíu. À, nhưng mà nó là phong suông chị, nó là không có sao đâu. Đây là như em đang mặc đó, đó chiếc eo mặc rộng thì nó kỳ là đúng rồi. Còn cái này là phong suông, không có chiếc eo gì hết trơn á. May suông từ trên xuống dưới luôn. Nên là nếu mà chị mua cái 2X vẫn vừa chị nha, mình có thể mặc rộng nó ra phong suông. Còn hôm nào không thích rộng nữa, mình đeo cổng thắt lưng vào, nó sẽ ra cái dáng là ôm eo cũng được nha chị. Tăng lên một size không sao hết trơn á. Mấy cái suông là tăng size được nha. Đây là 1228 nè. Rồi, còn không thì mình đặt cho em mấy cái suông mới về. Đây mấy cái suông mới về thì full size hơn ha. Rồi, em đang mặc là 1247 nha. Màu vàng là 1247. Còn cái màu đen là 1248 nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn nè. À chưa có cứ lên đơn luôn. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình nè. Mã số sản phẩm kèm ship lại cho em là ok nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm ship lại cho em là ok nha. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn. À, một màu duy nhất không có màu thứ hai nha. 1247 là màu vàng, 1248 là màu đen nha cả nhà. Đồng giá cho mình luôn là 299k nha cả nhà. Đó, lấy cái nào thì cứ comment ở phía dưới em mặc cho mình coi. Rồi đây coi mẫu khác nè. Đây coi cho các chị xem thêm một em váy khác nữa nha. Ờ, cái mẫu này cũng đang sale cho mình đây. Đây 1286. Em đang sale là 249.000 đồng ha. 1286 sale còn 249.000 đồng. Đây 1286, nền đen hoa màu cam rất là xinh luôn. Nền đen hoa cam nha cả nhà. Em đang sale cho mình chỉ có là 249.000 đồng thôi. Vải lụa nha cả nhà ơi, chất vải lụa nha. Chụp hình gửi qua mình nhé để không ok chị Lan Nguyễn rồi ok. Nhưng mà là em hay nói với các chị mình là khi mà chốt đơn với bạn mà nhân viên bên em á gọi điện thoại chốt đơn cho mình hay là xác nhận đơn với mình thì mình nói với các bạn là em ơi chị đặt cái đầm nào em gửi lại cho mình, gửi lại cho chị coi cái hình đó nha, để chắc chắn là có đúng cái đầm mà đặt hay không. Giống như là hồi nãy có mấy chị khách của em là đặt sai màu, nên là khi nào mà đặt sai nó sẽ mất, ví dụ như là mất thời gian gửi qua gửi lại rồi mất thêm tiền ship thôi nha. Còn bên em đổi thì vẫn đổi cho mình nhưng mà nó sẽ mất thời gian mất tiền ship thêm thôi. Có còn lại thì ai đặt hàng mình nhớ nói các bạn là em ơi gửi cho chị coi lại cái hình đó, chị kiểm tra có đúng hay không nha, để cho chắc chắn luôn. Tại vì nhiều khi là có mấy cái mã nó giống nhau hoặc là nó chỉ hơi khác cái mã số một chút xíu. Đây như cái màu này là 1286 nè. Đó còn một màu là một xanh. Đây nha, bọn đây hai màu này các chị. Đây nha, để tránh trường hợp sai màu thì mình nói các bạn gửi hình qua cho các chị coi luôn. Hình thì bên em có sẵn rồi, chụp hình hết rồi. Mẫu nào cũng có hình hết, khách thích cái nào gửi qua cho khách coi cái đó. 1284 là màu xanh nè. Đối với màu xanh mã của nó là 1284 nha cả nhà. Đây ha. 1284 là màu xanh, 1286 là màu đen nè, cả hai cùng chất liệu là vải lụa. Cùng cái kiểu dáng là cái tay nhúng thun này các chị, rất là xinh. Tay nhúng thun hai bên cho mình nè. Đó, dễ thương ha, nền đen hoa là 1286, cái nền xanh là 1284 nha cả nhà. Đó, đồng giá với mình luôn là 249.000 đồng. Cả hai ngày hôm nay hên quá là vẫn còn full size cho mình luôn. Hôm trước mà nó mới hết nha các chị, hôm trước lại sai. Hôm nay hình như mới về thêm mà sao về ít quá. Mỗi size có mấy chục cái thôi hả. Bởi vì ai chưa có mình đặt thử giúp em nha. Hôm trước ai đặt mà bên em bảo không có hàng á, mình đặt lại giúp em nha cả nhà, full size rồi. 1284 là xanh, 1286 là màu đen nha. Đồng giá cho các chị luôn là 249.000 đồng. 249.000 đồng, chị nào chưa có đặt hàng luôn. À, cho chị màu đen, 1286 rồi. Ok, chị Hiền Lê luôn. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em đi ạ. À. Em chừa hàng chừa size cho mình nè. Đồng xòe hai túi hai bên luôn, dễ thương không? Em thấy mẫu này khách em đặt cũng nhiều lắm. Ai cũng khen cái kiểu nó dễ thương hết trơn á. Mấy cái khác tay nó bình thường ha. Cái mẫu này tay nó nhúng nè.
Đây, cái kiểu này là hai bên tay là cái cách điệu cho mình là nhúng thun, rút lên rất là xinh. Còn cái phần cổ, phần eo thì bình thường, váy xòe nhẹ bình thường thôi. Đặc biệt hai cái tay nó nhúng thun cho mình thôi. À, rồi chị à, xíu mồi chút đâu thêm, cái này là gộp thêm hả chị? Gộp đơn bao nhiêu rồi nè, 590 trở lên chưa? Hôm nay ai gộp đơn của Calatrim này 590 hoặc là 590 trở lên, nó 600 mấy rồi á, bên em sẽ miễn phí vận chuyển về tận nhà luôn. Đơn hàng từ 590 trở lên là miễn phí vận chuyển nha. Miễn ship, em hay nói là miễn ship á, thì giờ chị không biết ship là gì, thì rõ hơn là miễn phí vận chuyển về tận nhà đó. 65 cái đổ về cho em là vừa luôn ạ. 1286 là màu đen, 1284 là màu xanh nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em, trừ hàng trừ sao giảm giá cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm tích hại cho em là ok. 1286 là đen em đang mặc nè. Chị Tuyết Anh chúc đơn 1286 luôn. Rồi ok chị nha, mình lấy màu nào cứ đặt hàng sớm giúp em luôn nè. Có gì bên em tư vấn sai sau ha. Rồi còn bây giờ sẽ kết thúc live stream tại đây nha. Cảm ơn các chị mình đã theo dõi. Và hẹn gặp lại mình vào tối nay vào lúc 6 giờ rưỡi tối nhé. Sẽ có live stream mới cho mình ạ.